Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với 1.000 ngày sinh tồn. Cái bữa kia thì mình có quay, mình tính quay cái clip là phá đảo Minecraft mà thế giới chỉ toàn sa mạc đó. Nhưng mà một hơi đó, một lúc sau thì rồi, nhưng mà lúc đó thì nó khuya rồi, mình tắt. Ở nên là mình tắt thì mình đi ngủ sáng mai mình quay tiếp. Nhưng mà sáng hôm sau thức dậy thì mình lúc đó thì mình kiểu như mình thức khuya mọi người. Đó. Mình thức khuya quá, mình thức tới tầng 5 giờ sáng luôn. Ở thời tới lúc đó thì mình bắt đầu mình thì mình thức tới tầng 5 giờ sáng là do mình mê chơi thôi, nhưng mà mình mê bấm điện thoại thôi, giống như đó. Thế là tới lúc mà kiểu như là tới lúc 5 giờ sáng rồi đó, thì lúc đó mình cứ bắt đầu mình buồn ngủ vậy. Thế là mình lật ngang mình ngủ luôn, mình ngủ từ 1 giờ chiều luôn mà, mình ngủ từ 1 giờ chiều luôn đó. Ngủ xong thì mình còn thức dậy, mình còn mê chơi các bạn đó. Mình mê chơi nó cho nên thành ra là nó thành ra là mình không quay được đó. Cái tiếp theo nữa là thì qua ngày hôm sau mình vẫn tiếp tục mình mê chơi bạn, mình mê chơi bạn đó, mình mê chơi cho nên hình ra mình vẫn là không quay phim mà không, vẫn không quay video bạn đó. Nhưng mà tới lúc qua ngày thứ ba, thứ ba thứ tư đó, mình bắt đầu mình quay video lại đó. Mình quay video lại thì mình có tiếp tục mình chơi cái thế giới mà toàn là sa mạc không á. Cuối cùng mình bị con cuối cùng thì mình bị con nhện đánh chết một người. Mình bị con nhện nó đánh chết cho nên là thôi kệ luôn. Rồi hôm nay là ngày 448 đúng không? Rồi hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với 1.000 ngày sinh tồn đó. Và bây giờ mình đã quyết định đó là ta sẽ không cần tới cái này nữa. Bây giờ mình sẽ lấy hết tất cả những cái giường ở đây, ok, mình sẽ lấy hết tất cả những cái giường này mình đem vào trong cái chỗ chứa đựng của tụi dân làng kia đó, đem vào trong kia kìa bạn đó, trong đó, trong cái chỗ của tụi dân làng của mình trong đó đó, để mà mình cho tụi nó đẻ bạn. Mình cứ việc ném đồ cho tụi nó đẻ thôi bạn. Rồi sau đó thì mình sẽ bắt từng con bạn, mình sẽ bắt từng con, bắt từng con một để mà mình kiểu như là sao ta, đưa vào trong cái chỗ mà gian hàng giảm giá của mình đó bạn, chứ không có gì đâu đó. Ok cái chỗ này rồi, bây giờ thì mình sẽ dỡ tung cái sàn này luôn các bạn đó, mình sẽ tháo cái sàn này ra luôn. Ban đầu mình mở mình lắp ở trong đây là đừng có để cho Golem nó xuất hiện để mà cái máy farm của mình nó hoạt động các bạn, cái máy farm sắt á. Nhưng mà có điều á thì bây giờ cái máy farm sắt nó hư rồi cho nên thôi tháo luôn đi. Tháo luôn đi, cái máy farm sắt nó hư nó hư lâu lắm luôn rồi đó, nhưng mà tới giờ chưa sửa nữa. Rồi bây giờ thì sẵn tiện nên mình sẽ tháo cái sàn này ra luôn đó. Tháo xong rồi thì mình sẽ cho cái tụi dân làng này tiếp tục đẻ bạn đó, kiểu như cho tụi nó không, để mà kiểu như là khi mà tụi nó đẻ xong á thì mình có thể đặt đường cây các thứ trong đây nè, để mà mình vận chuyển tụi nó đi ha. Nó chỉ đặt cái miếng slab này mình không thể là mình đặt đường cây được, ok. Rồi trời thì cũng đã tối luôn rồi, ok, trời tối thì mình sẵn tiện mình sẽ đi ngủ luôn ha. Đó, chúng ta là ngày 448, ta sẽ tiếp tục qua ngày 449, ok, gần được 500 ngày rồi đó. Thì hiện tại bây giờ là mới hiện tại bây giờ là 10 giờ rồi ha đó. Thì lúc nãy nó chỉ mới có 9 giờ thôi, lúc 9 giờ thì mình đã định quay rồi, nhưng có điều đó là xem video kia thấy hấp dẫn quá cho nên tới giờ luôn rồi đó. Rồi ok, bây giờ thì có thể là chúng ta sẽ đi farm cái farm gì nè, farm nông sản một ít bạn đó, farm nông sản một ít ha, để mà ta có thể quăng có đồ để mà ném cho tụi dân làng nữa đó, có đồ để ném cho tụi nó ha, đó, để mà cho tụi nó đẻ đồ đó, chứ không có đồ ném cho tụi nó không có đẻ, mệt mỏi đó. Đó rồi mình sẽ cất một số thứ không quan trọng vào đây. Alright, ở đây còn có cái giường này, sau tiện đi vô trong đó đặt luôn. Sau khi mà farm nông sản xong á thì mình sẽ đi xuống dưới địa ngục, mình quay trở lại cái pháo đài địa ngục đó các bạn, để mà chúng ta có thể mình có thể farm thêm vài cái que quy lửa đó các bạn, vài cái que quy lửa nữa, để mà chúng ta có thuốc để mà chế ha, mà chúng ta có thể farm chế thuốc ha, chứ không có que quy lửa chúng ta phải chế thuốc không được đâu. Rồi đó, cà rốt kìa, lại nhặt đi chứ. Ơi này cà rốt, này cà rốt nè, này cà rốt này mấy anh ơi, đây cà rốt nè, nó nhặt đi, nhặt đi, nhặt đi, đúng rồi, nhặt đâu, nhặt đi, đẻ cho em nha. Đó rồi bây giờ mình sẽ ném cho cái tụi này rất là nhiều cà rốt vào để mà cho tụi nó đẻ, đẻ xong tụi mình sẽ
sau khi mà ném xong á thì mình sẽ đi xuống dưới địa ngục, ta sẽ quay trở lại cái pháo đài địa ngục đó để mà ta có thể gọi là cái gì nhỉ, farm que quỷ lửa, bạn farm que quỷ lửa ha. Đó. Và cái chỗ này thì ủa tại sao mình lại chặn nó ta? À đúng rồi, bởi vì có một cái con dân làng bán sách, và không phải con Mandin nha, cái con Mandin đó, cái con đâu phải là con Mandin mà chỉ là cái con bán sách đồ mềm mại bạn, con mà bán cái sách đồ mềm mại á, nó đi trong địa ngục của tiêu rồi, cho nên là mình chặn cái đó, chỗ mình chặn cái chỗ đó lại thì thôi. Ok bây giờ thì ta sẽ quay trở lại cái pháo đài địa ngục đó, và tất nhiên là mình phải mở video là mình xem nữa, vì là nhớ mình quên mất tiêu tọa độ rồi. Rồi, alright, mình đã nhớ cái tọa độ rồi. Rồi bây giờ tao đi vào trong địa ngục thôi. Bây giờ thì mình cần phải tìm cho mình một em Strider. Đây rồi, ở chỗ mình thì có rất là nhiều Strider. Mình không hiểu lý do tại sao, mình phải kể đi. Đó, có là được rồi. Có là được. Đó, nói chung là có là được ha. Đó, nhưng mà mấy em này tại sao lại cưỡi lên đầu nhau như thế? Hả? Tôi không hiểu lý do. Coi em này thì không có ai cưỡi hết nè. Ở đây nào. Ê. Ơi em ơi em đừng đi. Đây rồi. Đây rồi. Rồi cái tọa độ đó là 460, 460 và 490. Đó, bây giờ thì mình cần phải đi đến cái tọa độ 460 và 490. Đầu tiên thì ta cần phải đi qua bên đây cái đã. Rồi ta sẽ sử dụng cái em Strider này di chuyển cho nó dễ bạn. Đó. Chỗ nào có lava sử dụng em này di chuyển cho nó dễ ha. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cuối cùng cũng đã tới rồi mọi người ơi. À ha. Đã tới rồi nè, nhưng mà bây giờ ta đang gặp một trục trặc. Không có vấn đề khá là nhỏ ở đây đó là nó không biết nên bỏ cái em Strider này ở đâu đây nè. À ha, nhưng mà ở bên kia cũng có một cái pháo đài, hai ba cái gì đó. Một cái hay là hai ba cái gì đó mình cũng không biết, nhưng mà mình biết là có một cái. Ok, đây nè, bên đây nè, bên đây có một cái nha. Đâu bên đây nè, ở đây 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 đó, có một cái bên đây đó. Và cái chỗ bên đây thì nó khá là dễ thở mọi người, bởi vì đơn giản là nó nằm ở trên bờ nè, ở trên nó nằm không có nằm ở phía dưới hồ lava ha. Và trời thiệt tình chứ đúng ra là mình phải mang theo cái dây mới đúng, mình mang theo cái dây để mình nhốt cái em Strider lại bạn, chứ nếu không anh chạy lung tung như vậy khá là phiền luôn á. Ê ê vô. Rồi ok. Bây giờ thì tạm thời mình sẽ nhốt em ấy ở đây. Đó. Và à, tạm thời bây giờ mình sẽ nhốt em này ở đây đi. Đó. Và mình sẽ đi vào trong cái lâu cái pháo đài địa ngục đó để mà ta có thể kiếm thêm que quỷ lửa bạn đó. Để mà làm cái bột quỷ lửa ta mới pha chế thuốc được, chứ không có cái que quỷ lửa ta không có thể nào pha chế thuốc được đâu. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi lên bằng từ chỗ này. Ok có cái này luôn, vừa mới bước lên ngay đứng trúng ngay chỗ này luôn à, hay vậy, rồi lượm luôn. Vừa mới bước lên trên là đáp trúng ngay cái chỗ mà có bú địa ngục luôn à. Rồi có thì lượm có gì đâu, có thì lượm thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi tìm cái chỗ mà spawn ra những cái con mà que quy lửa bạn. Hả? Ồ đây có vàng nè, có giáp ngựa kim cương luôn. Đúng ra phải cho một viên kim cương, chúng ta là phải cho viên kim cương mới đúng chứ, tại sao lại cho giáp ngựa kim cương là cái quái nào. Ô, đi ra giỡn mặt. Ê, đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác. Ồ cái con này quấn cái là hơi bị mệt đó bạn, chứ không phải là gì giỡn đâu. Ôi
Mày, mày chết đi nha. Bậy quá, bậy quá, bậy quá. Làm vậy là bậy lắm luôn á. Chơi chơi hù. Chơi với chơi hù. Ở dưới đây có một cái gương. Vẫn là vàng. Vẫn là vàng mà thôi. Nó chả có gì đặc biệt. À, và đây là gọi là các linh hồn. Với bú địa ngục. À, có thể là mình sẽ lấy cho mình một ít lốc bạn ơi. Để kiểu như là chỗ nào mà chúng ta đi rồi thì chúng ta sẽ chặn cái chỗ đó lại. Để khỏi mất công bị lạc á. Ôi, ôi, thấy rồi xong. Ai. Hiện tại giờ mình không có khiên bạn cho nên hình ra là cũng hơi sợ thôi. Đó. Ok, cái chỗ này là cái đường về nè. Ok, đường về đúng không? Đường về thì mình sẽ không chặn. Đúng rồi. Ôi. Giỡn mặt. Ôi ôi. Ôi 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 ôi. Nó gút máu tôi kìa. Ai da. Rồi. Ôi ôi, nó gút máu. Rồi chỗ này thì mình sẽ chặn lại đi. Bây giờ đơn giản là cho nó đỡ gói mắt mà. Cho nó đỡ gói con mắt ha. Chứ đi chỗ này chỗ kia nó nhiều quá, nó gói con mắt mệt mỏi lắm. Ê, hello mấy anh trai đen. Hello, hello. Hello, hello. Ây da, vậy mà cũng bị trúng đòn rồi. Vậy mà cũng bị dính đòn được. Thiệt tình. Ok. Ê, cẩn thận nha. Đừng có nhảy tầm bậy tầm bạ, mệt lắm á. Rồi, nghe chặn cái chỗ này lại. Không cho nó chảy tùm lum. Rồi. Ô, có cái chỗ phun quỷ lửa nè bạn ơi. Và mình sẽ lấy vài cái da, vài cái que ha bạn. Để mà chúng ta có cái để mà chúng ta có thể làm bàn phù phép, làm cái bàn pha chế thuốc đồ các kiểu. Mình đã quay trở về rồi đây đó. Và ngày 451. Wow. Đó. Cái lý do mà mình đi ở trong địa ngục nó lâu vậy là cái đường đi thôi mọi người, đó, đường đi trong địa ngục nó lằng nhằng quá, cho nên hình ra là đi cái kiếm đường đi rồi kiếm nói chung là cái đoạn đi 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 đến cái chỗ pháo đài á, cái lúc mà đi về thì nó hơi rắc rối xíu thôi, chứ không gì trơn á. Mà kệ đi, mất ngày vậy hay là càng khỏe đúng không? Càng nhiều ngày trôi qua thì series của chúng ta càng nhanh kết thúc vậy thôi. Và chúng ta đã được 18 cái que quy lửa đó. Này thật ra là cái này là do kiếm mình, cái kiếm của mình không có lút tim, cái kiếm mình mà nó có lút tim hay là từ nãy giờ là hơi chắc cũng gần một sắc rồi đó. Gần một sắc luôn chứ không phải đùa đâu đó. Nhưng mà đều là cái kiếm mình không có lút tim cho nên cho nên không có lút tim cho nên thành ra phải chịu thôi đó. Ok đâu rồi gỗ, bây giờ mình đang cần gỗ để mà mình làm cái bàn hóa chế thuốc mà, nhưng mà không có rõ rồi, mình đã không có gỗ rồi bạn ơi, thật là mệt mỏi. Rồi bây giờ thì có thể là mình sẽ đi lên trên đó. Ồ, cây trên đó nó mọc luôn kìa. Cây trên đó nó mọc luôn kìa mọi người đó. À và mình cũng có nói với bạn là mình sẽ sửa lại cái chỗ đường đi lên chỗ này để mà đi lên cho nó nhanh xíu rồi. À, nhưng mà nói rồi nhưng mà tới giờ vẫn chưa sửa luôn đó. Giờ mình nghĩ là mình sẽ đào cho nó một cái hố nước, mà mình sẽ làm ở chỗ này thành một cái hố nước siêu to khổng lồ bạn, để mà cho quái nó đừng có spawn ra, để mà cái năng suất quái ở trên cái máy này của chúng ta nó được đẩy lên mức cao nhất có thể đó. Chứ tuy là mình đã có cắm đuốc nhưng mà có điều là số quái nó xuất hiện vẫn khá là nhiều á, số lượng quái xuất hiện cũng hơi nhiều đó. Nên là có thể là mình quyết định là mình có thể là mình, có, mình quyết định là có thể là mình sẽ làm một cái hố nước ở dưới đó luôn đó. Siêu to khổng lồ đó. Nước có nước bao quanh là không còn còn con nào nó có thể spawn được luôn đó. Quên, mấy con rau nó có thể xuất hiện được nha, mấy con rau thì nó có thể xuất hiện được. Ủa phải không ta, nói chung là mình cũng biết nữa, nếu như mà mấy con rau mà nó xuất hiện được đó, thì nó cũng không có nhiều lắm đâu. Mấy con nó mà nó có xuất hiện thì theo mình thấy thì cái số lượng nó cũng không nhiều lắm đó. Thiệt luôn các bạn không biết đâu, nói thiệt chứ là tìm mấy cái cây đinh ba ở trong
máy tính phiên bản PC này nó khó kỳ luôn, hiểu luôn, phiên bản điện thoại nha, Minecraft phiên bản điện thoại nha. Trời thích đỉnh đỉnh ba bao la luôn, thiệt mấy cây đỉnh ba là bao la luôn, thật bao la. Có một lần nha, có một lần các bạn còn nhớ cái map sinh tồn bự chà bá lửa của điện thoại mình không? Đó, đó thì mình có làm một cái máy farm zombie, thì đồng thời thì mình cũng cố gắng một cái mình cũng có chỉnh sửa nó chút đỉnh, mà chỉnh sửa nó chút đỉnh nhưng mà kiểu như là nó biến thành nó vừa là một cái máy farm zombie mà đồng thời nó cũng vừa là một cái máy farm con zombie chết đuối á. Đó, trời ơi, tôi nói thiệt với mong nha, trời ơi, đinh ba bao la luôn. Từ cái ngày mà tôi làm cái máy farm đó nha, từ ngày mà tôi sửa lại cái máy farm nó thành máy farm zombie chết đuối á, trời ơi, nói thiệt chứ đinh ba bao la. Ủa, ủa cái này cần đá à? Trời mẹ, cần đá mà mình cứ tưởng nó là cần gỗ. Trời ơi, cần đá nhưng mà tôi tưởng nó cần gỗ. Trời ơi, là mất công bay lên đây chặt gỗ, giờ bay xuống nè. Rồi thiệt tình là mất công đi lên trên, nhớ lộn mới ghê. Rồi cần đá đúng không? Cần đá thì có đá liền thôi, có gì đâu. Ai đây hả? Đây là ba nè, tám nè. Ờ, 8. Đúng rồi, 8 cái. 8 cái là đủ rồi. Đó, 8 cái là đủ cho cái chỗ giảm giá của chúng ta ở trên kia. Đó. Ok, giờ mình có thể giờ mình sẽ làm riêng một cái luôn nha bạn. Mình làm một cái dành riêng cho mình để mà mình pha chế thuốc này kia nọ các thứ đó. Okay. Pha trực tiếp luôn rồi, pha trực tiếp ngay chỗ mấy con dân làng luôn thì cũng được đi, nhưng mà có điều thì kể rồi bạn, mình sẽ dùng một cái riêng, mình sẽ dành ra một cái riêng để mà mình pha chế thuốc cho bạn. Để mà mình pha chế thuốc để mà có thể chữa trị cho mấy con dân làng ha. Rồi thì cái thuốc mà yếu đuối á, thì nó rất là dễ pha chế luôn rồi. Thuốc yếu đuối là dễ pha chế nhất luôn, nó không cần búa địa ngục, mà không cần búa địa ngục luôn, chỉ cần một cái mắt nhện lên men là đủ rồi. Đâu rồi, cái mắt nhện lên men của tôi rồi, đây heo, đây heo, đây heo, đây rồi đó, mắt nhện lên men bỏ vào đó, như vậy là đủ rồi. Ngủ đi, ngủ một phát. Ngày 451 sẽ qua ngày 452 ấy, 452 ok chưa. Rồi bây giờ thì nó đã trở thành yếu đuối rồi. Yếu đuối 1 phút 30, ồ thời gian tới 1 phút 30 rồi. Rồi mình sẽ gọi là cho nhà cho thêm một cái cây, một cái thuốc súng cho các bạn đó, một cái thuốc súng vô để mà chúng ta có thể ném nó được đó, đúng không? Đó, không có thằng nào rảnh đâu mà đi chế thuốc này xong đó đem đút mồm uống mà đó. Lúc mà muốn chỉ gây hại thôi đó. Cho nên hình ra là hay là chế xong là người ta phải cho cái thuốc súng vào để mà nó trở thành cái chai thuốc chẳng ném này. Đó. À, chúng ta có thể ném được nha, đây cái thuốc này là chúng ta có thể ném được, và tất nhiên chúng ta phải chừa lại, không được ném liền đâu, ném liền là hư hỏng hết mọi chuyện đó. Rồi bây giờ ta sẽ cất cái này vào đi đó, đâu để mình xem thử coi là chúng ta có bao nhiêu con dân làng rồi. Hello, vâng, rất nhiều dân làng rồi nha. Giờ đâu để mình xem thử, để ta xem thử coi đó là đây rồi, cái chỗ mà đường đi vào chúng ta đây rồi đó, mình sẽ sử dụng cái chỗ này để mà dẫn chuyển tôi dân làng đi đó. Và ok, giờ mình sẽ làm cho mình một cái cửa nha bạn, một cái cửa. Rồi gỗ đâu, gỗ đâu, gỗ đâu, đây rồi, đây cái cửa này nè bạn đó. Đây, cái cửa này để làm gì? Cái cửa này để mà mình đặt như chỗ này nha bạn. Nó đặt vậy nè, để đừng cho, để mà mấy cái con dân làng baby đó, nó đừng có chạy ra bạn. Cái con quỷ dân làng baby nó mà chạy ra rất là phiền, phiền toái cực kỳ luôn, siêu phiền toái à. Đó, cho nên là ta sẽ đặt như thế này ha. Đó, để cho mấy con dân làng baby đừng có mà chạy ra ngoài. Đó, vậy thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ nối cái đường dây này lại, nói thẳng vào trong cái đường dây kia để mà chúng ta có thể vận chuyển cái tụi dân làng này đi lên cái chỗ kim tự tháp của chúng ta ha. Và trước khi mà vận chuyển những cái con ở trong đó thì mình vừa mới sực nhớ ra một điều bạn, đó là mình có một cái con dân làng chỗ kia nhưng mà chưa vận chuyển vào bạn. Đó, có một con dân làng mà kiểu như mình để nó nằm bên ngoài trời đó, mà chưa vận chuyển nó vào bên trong nữa. Thì bây giờ mình sẽ vận chuyển nó vào bên trong trước cái, rồi sau đó ta sẽ gọi là à đấy, để mà ta
dùng cái xe mỏ đó. Trời ơi, lấy lại cái xe mỏ đó mà chúng ta vận chuyển được nhiều con dân làng hơn nha. Rồi, đây là cái con dân làng của chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ phải đẩy nó vào bên trong mà. Đó, đẩy nó vào bên trong để mà chúng ta có thể vậy, để mà chúng ta đưa nó vào trong cái chỗ gian hàng giảm giá của chúng ta là đó. Rồi, đẩy máy vào trong. Đó. Và mình có bắt nhốt một em zombie ở đây. Đây đúng không ta? Đúng rồi, đây à. Đó, thì cái em này thì mình đã đặt tên luôn rồi. Đó. Thì bây giờ giết em đó rồi mà vận chuyển mấy em dân làng vào thì nó hơi phiền ha. Đó. Thì bây giờ giết em zombie đó để mà vận chuyển từng em dân làng vào thì nó cũng được đi. Nhưng mà có điều là nó làm gì thì nó hơi mất công, mà mình phải tốn công đi tìm lại một con zombie khác rồi sau đó mình phải đặt tên cho nó rồi các kiểu, nó mệt mỏi mà. Nên là thôi bây giờ thì ta sẽ cố gắng bạn đi. Rồi phải, ta sẽ cố gắng đi. Phải cố gắng là cố gắng nha. Để mà gọi là không không cho cái tụi dân làng này nó bị zombie đánh, nhưng mà tỷ lệ mà tụi nó bị zombie đánh ít nhất có thể nha bạn, đó, nói chung là chậm nhất có thể nha. Vậy ít nhất lộn lộn dùng sai từ. Ôi ôi lại ra ngoài nữa rồi bà nội mày, công tình tao vận chuyển mày vào bây giờ mày đi ra ngoài ông nội mày con quỷ. Ha, coi bộ vận chuyển con này vào làm cực hình luôn các bạn ơi. Dạ hơi bị mệt rồi nha. Rồi sau một ngày miệt mài mệt mỏi thì cuối cùng bây giờ mình đã quyết định là mình phải giết bỏ cái em zombie đó thôi bạn ơi. Cái em đó em cứ cản trở mình hoài mình không có làm được bạn. Đó, thì em ấy cứ liên tục dọa em dân làng như thế này thì mình sao làm sao mà mình đưa em ấy vào được đây. Đó. Nó cứ như vậy đó. Rồi. Hiểu ha. Rồi là gì là phải tìm lại em zombie khác rồi. Rồi hay quá. Cuối cùng thì em này cũng đã vào vị trí rồi mọi người ơi. Khổ tâm tôi quá đi. Tình chứ. À. Rồi, hay quá. Rồi thì bây giờ đã có hai em rồi, bây giờ mình cần phải có thêm 6 em nữa ở trong đây. À, thì ta mới hoàn thành được. Trời ơi, trời khổ quá. À, bây giờ thì là 11 giờ 24 rồi. À, mình nghĩ là mình có nên dừng không ta? Có nên dừng không? Để sáng mai quay tiếp. Ok, mình nghĩ là mình sẽ dừng đi bạn ơi. Sáng mai mình sẽ quay tiếp. Rồi ok, bye bye. Vâng, và ta đã quay trở lại. Vâng, mình tiếp tục một ngày ngay sinh tồn. Hiện tại bây giờ là 10 giờ rồi. Khá là trễ. Trễ hơn ngày hôm qua khá là nhiều ha. Alright, bây giờ là tối rồi. À, ngày 452. Ok. Ủa cái giường đâu ta? À, mình nhớ là mình có để cái giường đây mà. Đây. Cái giường màu hồng nam tính. Ngủ cái. Rồi sáng ngay. 453. Đó. Rồi bây giờ thì cái việc còn lại của chúng ta đó là chỉ cần vận chuyển thêm vài em dân làng nữa vào trong. Như thế là được rồi. Đó. Và cho em cho thêm em zombie vào nữa đó. Cho thêm em zombie vào nữa thôi đó, là thế là coi như là ta sẽ gọi là hoàn thành đó, cho thêm vài hai ba em zombie, 4 5 em zombie gì đó vào trong nữa là thế là ta đã hoàn thành xong cái khu bán hàng của chúng ta. Và tại sao lại có con Reaper ở chỗ đó đi ra chỗ khác? Ừ chết luôn, hay lắm. Vâng, và mình mất cái xe mỏ luôn rồi. À không, chưa, vẫn chưa. Mình đã quay trở lại rồi đây. Đó. Và sau một hồi, giờ bây giờ là 12 giờ rồi. Hay giờ bây giờ là 12 giờ đêm rồi. Đó. Sau một hồi cực khổ lên mà vận chuyển cái tụi em này thì cuối cùng mình vận chuyển xong rồi ha. Đó. Thì
đây mình đã dẫn chuyển xong bên đây rồi ha, bên đây ha. Còn bên đây thì vẫn như cũ, vẫn hai em, không có gì đổi mới hết, và thêm ba em bên đây nữa đó. Thiệt đó là cực kỳ mệt luôn, giờ cực kỳ mất thời gian cái công đoạn này, cái công đoạn vận chuyển với em này là cực kỳ mất thời gian nha. Ok, và cái mà mình thực sự cảm thấy phiền ở đây á, đó là như vậy nè. Nếu như mà các bạn á, đây thí dụ nè, ở đây là thợ làm cung tên đúng không đó. Nếu như mà các bạn đặt những cái bàn mà thợ làm cung tên ra xung quanh đây nè, đó, xung quanh đây là nha đó, thì khi mà các bạn vận chuyển những cái con dân làng vào đó, nếu như á, mà nó nhìn thấy cái bàn chế tạo này đầu tiên á, thì khi mà nó trong xe mỏ nha, nó trong xe mỏ thì nó sẽ không thể nào di chuyển được đó. Cho nên thành ra là mình không biết là nó chọn cái nghề nào đó, cho nên là khi mà mình đặt vào đây nè, mình đặt vào trong đây nè, cái mình mới thắc mắc kiểu ủa tôi đặt em ủa đặt vào mà tôi đặt em vào trong đây hết trơn mà tại sao em lại không nhận nghề đi đó, kiểu vậy đó. Nó thì mình bắt buộc là bây giờ mình phải đập ra như nè đập ra như nè đó, để mà kiểu như là chồng em để em nhận nghề hết luôn đó, có gì mình khóa nghề với em lại nè đó. Ôi thì tình chứ đó. Và cái em zombie trong đây thì mình giết chết mất tiêu bạn ơi. Vì lý do đó là khi mà mình đập cái nha, đây mình đập cái cục này ra nè, thì nó vô tình em zombie em cầm được, thì mình bắt buộc mình phải giết em nhưng mà mình lấy lại ha. Cho nên là em zombie em đi ra em đài rồi đó. Và hôm nay là ngày 460, yes. Thì trong lúc mà vận chuyển của dân là thì đa số là mình ngủ không bạn đó, chỉ trời tối là mình ngủ, trời tối là mình ngủ. Bây giờ đơn giản nếu như mà mình không ngủ thì cái công đoạn vận chuyển chúng ta nó sẽ cực kỳ là khó khăn luôn đó. Và còn cái thứ hai nữa đó là như thế này đó, thì mình có đặt cái này đây đó, mình có đặt cái cửa sập này ở đây nhằm mục đích gì, nhằm mục đích là chỉ để đơn giản là cho mấy em dân làng em ấy đừng có đây nè, đây mình sẽ mô phỏng luôn. Đâu rồi, cái chỗ đây rồi, đây mình sẽ mô phỏng cho bạn xem một cái này đi hả. Thì khi mà em dân làng đó em ấy đứng ở đây nè đó, em ấy đứng lên trên đây đó, thì đúng chưa ta, đúng rồi. Đó. Khi mà em dân làng em đứng ở đây nè đó, thì em sẽ bị kẹt đúng không, đúng rồi em sẽ bị kẹt. Nhưng đó, em nhưng mấy em xem em ấy sẽ là kiểu như mà khi mà mình cho một con zombie trong em ấy sẽ tròn tới phía trước như này đó, em ấy sẽ tròn tới phía trước như này đó, tròn tới phía trước như này nè đó. Vì tại vì tròn tới phía trước như này đó, khi mà mình kiểu như là mình gạt xuống á, thì mấy em ấy đây gạt cần gạt xuống á, thì mấy em ấy đứng đứng không có đúng vị trí đó, cho nên là nó khá là phiền đó. Thì theo như mình thấy thì mấy em thợ bạn, mấy em làm nghề chúng ta thì bình thường là không sao, nhưng mà riêng này đây này, riêng các em này đó, là mấy em này, mấy em đang chồm tới phía trước, mấy em đang chồm tới phía trước được, mấy em chồm tới phía trước được. Bây giờ giảm vào đây đọc cái lắp đây nè, cái khối này không phải là cái khối hoàn toàn đó, cái khối này là cái khối hoàn toàn đó, không có lủng lỗ gì trên, còn này hay là có bộ sách nè đó, đây nè thủng một lỗ, đây thủng một lỗ đó. Nói chung là cái lốc này là cái một cái lốc không hoàn thiện đó, một cái lốc không hoàn thiện, cho nên thành ra là mấy em có thể dòm tới phía trước được ha đó. Đó, như bạn thấy nè, mình đã kéo cái này xuống rồi đó, mình đã bật cái công tắc này rồi, nhưng mà mấy đứa không lấp xuống, vì sao vậy? Đây là một lốc không hoàn thiện đó. Thì mình có thể sử dụng cái slab để mà mình đặt lên để mà mình khắc phục cái tình trạng này. Nhưng mà khi mà mình đặt cái slab lên thì mấy em ấy lại không thể nào nhận được nghề, mà mấy máy lại mất nghề đó. Mà khi mà mình đặt cái chắc đo tới lượng tôi sắp đó, thì đặt cái chắc đo lên đó, thì khi mà kiểu như là mình bấm vào đây đi đó, em ấy không bán, em ấy có một cái mặt hàng này mà mình không thích đó, mình không thích, mình muốn đặt ra, mình đặt ra sau đó mình gắn cho lại để mà mình đổi nghề cho mấy, thì nó bị lại đi dưới cái cửa sập thì cái cửa sập đó nó lại làm cho em ấy bị tụt xuống dưới cái lỗ này đó, bị tụt xuống dưới phía lỗ này là đó. Em ấy bị tụt xuống dưới phía lỗ này, mình cũng không hiểu tại sao luôn đó. Bị tụt xuống cái lỗ đó mà không biết lý do sao luôn, mặc dù mình đã cắt cửa sập đó, không hiểu luôn đó. Thôi thì bây giờ chỉ thông báo vậy thôi đó. Thì bữa nay quay video hơi muộn, mà bây giờ nhận là từ cái lúc mà mình thức dậy thì nó đã muộn rồi đó, mà lúc đó thì còn chỗ mình thì đang làm đường mà nó xe tải xe cuốc cái nỗi đang có máy xúc á, cái xe máy xúc mình nó đập làm đường các thứ nó, cho nên là nó hơi ồn đó. Cho nên là thứ hai nữa là nhà mình có tiền đó, nhà mình cực kỳ có tiền không, cho nên là bây giờ cho nên là từ 10 giờ, các bạn thấy từ nãy giờ là 10, từ lúc nãy 10 giờ mới quay được, bây giờ thì tới 12 giờ đêm rồi. Thôi giờ mình phải đi ngủ thôi rồi. Bye bye, hẹn gặp lại, chào ngày mai. Xin chào tất cả bạn nhé, và chúng ta đã quay trở lại rồi. Ê, bây giờ là 3 giờ chiều à, thật ra lúc nãy là tầm 10 giờ, 10 giờ chiều, không 10 giờ sáng là mình có thể quay được rồi, nhưng mà lúc đó là giờ cơm cho nên là nó hơi ồn và mình lại không quay được. Hay rồi, all right, bây giờ thì mai chúng ta lại tiếp tục là vận chuyển mấy em dân làng này vào đâu để mình thử test cái chỗ này coi. Để xuống lên, vậy là có chỗ bên đây nè, đây chỉ có cái chỗ này nè đó, chỉ có cái hàng bục sắt này nè
là mấy con dân làng ở đây nó mới không có đứng yên một chỗ được thôi. Đó. Rồi thì nói chung là mình đã giải thích rồi, mình đã giải thích cho bạn nghe rồi thì chắc mình không cần phải giải thích lại đâu ha. Đó. Rồi đầu tiên người ta sẽ đi ngủ cái coi. Đi ngủ một cái. Rồi sáng mai ta sẽ làm tiếp. Đây, 462. Yeah, 462. Yeah. Rồi. 462, 462. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục để mà lắp hết tất cả những là, không phải lắp vận chuyển đúng rồi, vận chuyển mấy con dân làng còn lại vào ha. Vâng, và ta đã trở lại. Yeah. Và trong lúc nói chung là bây giờ là vẫn chưa xong nha mọi người. Đó. Thì bên đây nè, đó bên đây thì đã xong rồi. À, bên đây thì chưa, bên đó cũng chưa luôn. Đó. Rồi nha. Rồi và trong lúc mà kiểu như là vận chuyển á, thì mình có gọi là làm sao ta, gọi là thay đổi nghề nghiệp các bạn, thay đổi nghề nghiệp cho mấy con nhân làng này nè, để mà chúng ta kiếm cái dòng phù phép đó là nhặt nhặt các bạn biết cái dòng phù phép nhặt không? Đó, tức là khi mà chúng ta chém 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 con xương đó, để mà chúng ta có được nhiều xương hơn á, đó vậy thôi đó. Thì cô vô tình thì mình có rồi bạn, đó mình có rồi nhưng mình đã khóa nghề nó lại đó. Con này thì là xuyên thủng nè đó. Và điều đặc biệt nha là có một con sửa chữa giá 22 là ngọc lục bảo. Wow, mình đang phân vân là không biết có nên khóa nghề con này lại hay không đó. Bởi vì đơn giản là chúng ta đã có con này rồi đó, con này cũng có sửa chữa này nhưng mà giá nó hơi chua đó, giá nó chua hơn con kia này 38 ngọc lục bảo lận. Nhưng mà có điều là mình đã có một em zombie trong kia rồi đó, mình có một em zombie trong kia rồi đó. Và em ấy đã cầm trên tay một miếng thịt đó, em ấy đã em zombie đó đã cầm đồ, em zombie đã cầm đồ nha, cho nên thành ra là không lo, mình có thể là mình sẽ không phải lo về cái việc em zombie em bị sao ta despawn đó. Và bây giờ thì sẵn tiện đây mình đang có thuốc yếu đuối ở đây, mình có nên đây à đó, mình sẽ cho em này đi xuống đi em, xuống đi, đúng rồi zombie ơi đánh em đi. Khoan, mở lại chế độ khó nha các bạn, mà dễ chế độ bình thường là con nhà bạn chết luôn á. Zombie ơi đây nè. Hello. Zombie ơi đây nè. Đúng rồi. Xuống đi. Yeah. Rồi, lên nào em. Anh sẽ chữa trị cho em. Đó. Ăn táo vàng vô. Rồi bây giờ mình sẽ đợi cho em nó biến lại thành người các bạn. Đó, thì cái quá trình này nó hơi lâu, nó diễn ra tầm mà 3 4 phút vậy á. Ừ, 3 4 phút đó, cho nên là nó hơi lâu ha. Đó, giờ nhân tiện để ta đi ngủ đi. Hôm nay là ngày nhiêu vậy? 647. Ơ lộn, 467. 647 là lố rồi. Đó. Yeah, hay quá, đã hoàn hồn. Em ấy đã hoàn hồn và em ấy giảm giá xuống cho mình còn 11 ngọc lục bảo. Không được. Em làm như vậy là không được nha. Xuống nữa nè em. Xuống nữa, đúng rồi đó, mình phải làm cho em ấy giảm giá xuống còn duy nhất một ngọc lục bảo thôi nè, một ngọc lục bảo nè. Yeah, hay quá. Thuốc nè, táo nè, rồi hoàn hồn trở lại nào em. Yeah, được rồi. Một nè, một emerald nè, một miếng sắt nè, thấy ghê không? Không, rõ ràng luôn. Và điều đặc biệt bây giờ là mình không còn đủ giấy nữa bạn, mọi người ơi. Đây, chỉ cần một cái emerald thôi là ta đổi được một một cục bảo rồi. Đây, một cái cuốn sách sửa chữa rồi. Bây giờ thì ta chỉ cần ép vào cái kiếm nè, cái rìu nè, cây sẻng nè, thôi rồi thêm cái quần của chúng ta nữa. Và thế là ta đã có thể gọi là full luôn các bạn, full một cái set đồ sửa chữa ghê không. À. Vào đây luôn đó, lại hợp lý quá luôn, hồi ôi nó lại hợp lý quá chứ.
Thôi có thể bây giờ mình sẽ tiếp tục cái công việc đó là vận chuyển từ dân Lào ra trong đây thôi bạn ơi đó. Và nhà mình bắt đầu ồn rồi, cho nên là chúng ta sẽ làm trong sự im lặng. Ok, mình sẽ cắt bỏ đoạn này luôn, có cái đoạn mà mình là vận chuyển cái tụi này vào ha. Ok bạn ơi, giờ mình đã quay trở lại đây đó. Đây đây là tất cả những cái gì mà mình làm được nè. Đây bây giờ mình là chỗ này đã đầy đó, chỗ này là mình đã chất dân làng đầy đủ hết rồi đó. Bên trời bên đây cũng như vậy, và bên đây cũng như thế này luôn đó. Đó. Và có thể là bây giờ mình sẽ ngưng các bạn, mình tạm ngưng đây thôi đó, mình tạm ngưng video đây thôi là đây đó. Nếu như mà một xíu nữa mình có gọi là khỏe khỏe chút thì mình sẽ quay tiếp đó. Thì thực ra cũng không có gì đâu bạn, tại là do là cái này đó, chỉ như là bởi vì nó nhận là cái mũi mình, mà cái mũi các bạn biết cái mũi không đó. Cái mũi của mình thì nó bị dị ứng, mà nó bị dị ứng là thời tiết, không cần biết như thế nào, miễn là nhiệt độ, miễn là trời lạnh thôi, trời lạnh thôi, trời lạnh là nó sẽ bắt đầu nghe sổ mũi các thứ và có cả hơi đó bạn đó. Thì cái lỗ mũi, thì cái là cái mũi của mình thôi, mà cái mũi của mình thôi đó, và nó làm cho mình cực kỳ khó chịu bạn đó. Nó cứ miễn là trời lạnh, mà trời lạnh xuống là nó sẽ bắt đầu nó nghẹt rồi nó sổ rồi nó nhảy mũi liên tục, làm cho mình rất là khó chịu bạn đó. Thì từ nãy giờ với lại hôm nay nữa là mình tắm hơi trễ bạn, mình tắm nó cũng hơi bị trễ, cho nên là bây giờ là nó khá là khó chịu bạn đó. Mình nghĩ là mình nên nghỉ ngơi một xíu bạn này đó, mình nên nghỉ ngơi một xíu. Nếu một xíu nữa mình, nếu mà một chút nữa mình có đỡ đỡ á, nó có đỡ đỡ chút thì mình sẽ tiếp tục nha bạn. Còn bây giờ thì chắc không được đâu, chắc bây giờ chắc mình suy nghĩ rồi bạn ha. Mình nghĩ rồi, thì nói thật với bạn á là từ 2 giờ chiều tới giờ, từ lúc mà 2 giờ chiều tới giờ á là tới giờ là 8 giờ mấy luôn rồi. Thì mình ở đây mình đã gọi là mình đã ở trong các bạn, mình đã chơi chơi ở trong cái thế giới này từ 2 giờ chiều cho tới giờ luôn các bạn đó. Vậy mà mới vận chuyển được tụi dân làng này mới có nhiêu đây nè bạn đó. Mà thêm có cái nữa, có vài con bạn, có vài con nó không có theo ý mình bạn, có vài con kiểu như là mình đã kiểu như đẩy nó gần vô tới đây nè, nhưng mà không hiểu gì mà cái ma lực nào đó mà nó chạy thoát ra được ra ngoài đó. Từ nãy giờ chạy thoát ra ngoài cũng được 2 3 con bạn đó. Thế là mình ức chế mình giết bỏ luôn bạn đó, mình có giết bỏ 2 3 con luôn đó, giết bỏ 2 3 con luôn đó. Còn thêm cái nữa là mình cũng có gọi là đi farm cây bạn, nó farm cây để mình làm que, mình trao đổi emerald này bạn đó. Kiểu như là kiểu như là đây nè, đây farm cây để mà kiểu như là trao đổi que với con này bạn. Đây giảm giá rồi, xuống còn có 6 à, còn có 6 cái que đó, nên mình trao đổi với mấy con này đó để mà mình lấy emerald nhiều nhiều bạn đó, cho nên là nó cũng không có thời gian mấy. Với lại á là mấy con nhân lạng của mình đó bạn, mấy con nhân lạng của mình nó cũng có giới hạn bạn, nó cần phải kiểu như là mình bắt đi xong rồi mình bắt xe, mình bắt đi xong rồi mình phải cho nó cà rốt bạn, mình phải ném cho nó cà rốt để mà cho nó đẻ xong phải đợi cho những cái con nó lớn lớn xong rồi nó mới đem đi được bạn. Chứ mấy cái chỗ này hay là mấy con nhỏ nhỏ, mấy con nhân lạng nhỏ là vào được bạn, vào lại chạy được hết trơn đó. Đây đây là vườn đó, đây là vườn bạn. Thì vườn này tại sao là ở đâu ra mà có nhiều lắm đúng không, thì vài bạn sẽ nói là mình làm đúng không, không có đâu bạn, mình mua từ con này này đó. Đó, thì mình sẽ dùng cái đống vườn này để mà mình đi tìm Nether Rai nha bạn đó, mình đi tìm mảnh vỡ của đại. Ok đó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái số lượng vườn này để mình đi tìm mảnh vỡ của đại nha đó. Nhưng mà kiểu như là xuống dưới địa ngục đó, mình đặt xuống mình bấm cho nó nổ bùm đó, để mà ta dùng để tìm Nether Rai đó vậy thôi. À đâu rồi, mình nhớ là mình có mua được cát, mình mua được cát từ cái con nhân, từ cái con thương nhân lang thang rồi. Mình không nhớ rõ lắm nha, mình chỉ nhớ là mình đã có mua cát nha, cát mình mua được cát đỏ các bạn, cát đỏ từ con dân dân làng, từ con thương dân lang thang đó. Và nó đó kiểu như là nó bán cho mình được một sợi tách luôn bạn, một sợi tách cát luôn đó. Rồi có thể rồi giờ có thể là mình sẽ dùng cái số lượng cát để mình làm TNT để mà mình phá bếp rắc bạn, để mình phá bếp rắc đi cho nó dễ bạn, đi tới luôn cho dễ. Giờ nhân tiện đó mình cũng đã ép sửa chữa hết toàn bộ cho trong set đồ mình luôn rồi bạn đó, sửa chữa sửa chữa sửa chữa, đây đây cũng sửa chữa, đây cũng sửa chữa, đây cũng sửa chữa, cái này cũng sửa chữa luôn rồi đó. Giờ còn thiếu cái cuốc thôi, thiếu cái cuốc mà để dành đào đất các bạn, thiếu cái cuốc mà để dành mà trong 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 lúa trong này trong kia bạn đó, thiếu cái đó thôi đó. Rồi và có thể là bây giờ là mình sẽ nghỉ luôn các bạn đó, từ nãy ngồi từ chiều giờ nó cũng hơi đuối đuối rồi đó. Thì mình sẽ nghỉ ngơi một xíu, nhưng mà xíu là mình có được khỏe thì mình sẽ tiếp tục công việc này bạn đó. Và giờ thì out. Ok bạn ơi, mình đã quay trở lại đây đó. Thì cái lúc mà mình nói với bạn là mình nghỉ ngơi một xíu đi, mà có khỏe khỏe thì mình sẽ quay trở lại đúng không, thì không khỏe khỏe được bạn. Và cái cơn sổ mũi nó vẫn không có bớt đi được một chút nào hết, vậy thế là mình đang ngủ luôn. Bây giờ thì nó đã qua một ngày rồi mình đi ngủ luôn, thì bây giờ mình đã tiếp tục mình quay đây. À, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình quay trở lại với công việc quay video đây ha. Đó. Hiện tại bây giờ là 7 giờ tối ngày 29 tháng 8 đó.
ngày hôm qua là ngày 28 à, đúng rồi, hôm qua là ngày 28, hôm nay là ngày 29 nha. Rồi bây giờ thì tiếp tục với cái công việc đó là ta sẽ cùng nhau đi đi gì bắt dân làng ta, mình nghĩ mình có nên bắt dân làng không nhỉ? Thôi bây giờ mình nghĩ là mình sẽ sử dụng cái đống giường của mình mà đây nè, cái đống giường của chúng ta để mà chúng ta đi đi tìm cái mảnh vỡ cổ đại như bạn ơi đó. Giáp kim cương thì cũng được đó, giáp kim cương thì cũng được đó, nhưng mà cái điều là nó không được cứng cáp cho lắm đó. Giáp kim cương thì cũng được thôi, nhưng mà cái điều là không được cứng cáp cho lắm, cho nên thành ra là thôi đó. Vậy cái gì tốt thì mình xài, cái gì không tốt thì thôi đó, mình đổi vậy thôi à, có gì đâu đó. Cuộc sống chúng ta phải nâng cấp lên từ từ chứ đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới địa ngục để mà chúng ta tìm Nether Rai các bạn. Anh này có bán cắt đỏ nè. Rồi được, anh đợi tôi xíu. Mình đang đi tìm là cái cắt đỏ mình các bạn. Mình có nhớ là mình đã có mua cắt đỏ nha, cắt đỏ tới tận một sắc luôn. Mua tới con thiên nhân mai thang tới tận một sắc tắc luôn bạn, nhưng mà mình bỏ đâu quên tiêu rồi. Thiệt luôn. Mình bỏ đâu giờ mà mình cũng không nhớ luôn bạn. Ây, rồi xong mất tiêu cái xe rồi. Trời tối rồi, mình đặt giường xuống mình đi ngủ rồi bạn, nhưng mà có điều mà quyết định mình đặt giường xuống mình đi ngủ cái rồi cùng xe đi tìm rồi. Ôi cái xe của tôi. Cái xe đang ở chỗ đó. Rồi. Đi lại đó. Để nó lấy lại cái xe nhanh lên. Tại đây anh ơi. Đây nha. Ơ kìa. Gì kỳ vậy cha, sao bán có 24 cục vậy? Ô keo thế. Cái đống cát mình nhớ nha bạn, mình nhớ rõ ràng là mình đã có mua rất là nhiều cát luôn bạn. Cát đỏ này nè, mình đã mua rất là nhiều. Mình mua tới hẳn tận một stack luôn. Nhưng mà bây giờ không biết bỏ đâu mất tiêu rồi. Mình không biết là mình đã bỏ đâu mất tiêu rồi. Hài hước chưa? Mình cũng đã thử tìm ở cái chỗ đó kìa bạn. Chứ mình cũng đã thử tìm ở trong những cái gương ở trong kim tự tháp đó rồi. Nhưng mà cũng không thấy luôn. Bây giờ là chỉ còn chỗ đó thôi, đó chỉ còn là cái trên đó thôi, trên đó là mình chưa tìm thôi. Nhưng mà trên đó mình không có đi lên trên đó thường xuyên bạn. Mình không có đi lên đó thường xuyên cho nên là làm quái cái chuyện mà mình để nó được. Rồi bây giờ thì kệ đi, cái đống cát nó mất thì cũng đã mất luôn rồi bạn ơi. Cái đống cát của mình đó, thì mất thì nó cũng đã mất luôn rồi. Cho nên là thôi bây giờ ta sẽ đi tìm Netherite luôn ha. Mất rồi thôi chứ biết sao giờ. Rồi đây đứng xa xíu. Mình đã quay trở lại rồi đây hả? Thì sau khi mà tìm kiếm thì chúng ta thu được 2 cục, thêm 1 cục ở nhà nữa, tổng cộng là 3 cục. Thì cái năng suất mà trời sáng rồi ngủ chi. Thì nói chung là cái năng suất mà nó cho mình nó thì không phải cái phần lợi đúng rồi, cái phần lợi mà mình thu được đó thì nó không được theo ý muốn của mình ha. Mình tưởng đâu ít nhất cũng phải tìm được 3-4 không, thậm chí là 5-6 mảnh như cái ai ngờ đâu. chán không lói luôn, chán không thèm lói luôn. Ok bạn ơi, mình đã tìm thấy rồi đây. Trời ơi, tôi không có phải tìm thấy cát đỏ, không phải, tôi không có mua được cát đỏ mà tôi mua được cục cát.
má cậu ơi, 64 cục cát luôn. Ó được, tuyệt vời chưa? Quá ngon luôn. Ờ, tưởng đâu mất không, ai về còn à. Còn mà cái tưởng đâu là mất không. Thằng này bán kéo à. Rồi mua con này luôn. Đó. Mua đại bạn, mua bằng Emerald đi ha. Bây giờ đơn giản ở trong thế giới này chúng ta ít có land lắm. Land nó khá là hiếm luôn, thật luôn. Đây nè, mấy thằng nào mà bán kéo mua nó đi. Đó. Để mà chúng ta có khả năng mua giường với cái tụi này bạn. Đây rồi. Đó, giường hơi bị nhiều luôn. Còn đây, thanh niên này. Chúng ta có việc mua đồ của em cho em lên cấp đi mọi người. Đó, để mà em gọi là bán giường cho chúng ta bạn. Đấy, có giường nữa nè. Đó, lại tiếp tục có giường nha. Ê, chết rồi. À hả. Rồi, ta đem giường ta cất vô cái đã. Đó. Thì mình sẽ mua một số giường các bạn, mình sẽ mua ít giường, sau đó ta sẽ đi xuống dưới Nether để mà ta tìm mảnh vỡ của đại tiếp nha. Ok, thì nói chung á thì cái số giường của mình á, cái số giường mà mình mua thì mình chưa có dùng hết hả. Đó. Nhưng mà đó mình sẽ sử dụng cái số cát này của mình để mà mình đi phá bedrock vậy. Sau khi mà phá bedrock xong á, còn dư cái số lượng TNT mà còn dư ấy, thì mình sẽ dùng nó để mà đi khai thác luôn bạn đó. Thì nói chung là nếu mà số lượng TNT đó mà hết thì mình vẫn sẽ sử dụng giường thôi, thì mình sẽ vẫn sử dụng giường bình thường. Nhưng mà có điều là bây giờ hiện tại bây giờ mình có cát rồi đúng không, mình đang có cát, vậy thì mình sẽ sử dụng cái số lượng cát đó để mà mình làm TNT hay để mà mình đi phá cái bedrock đi đó. Chứ không có cờ, chứ không có cần mỗi lần là mình lên cái chỗ mà máy không gian của mình đó là mình phải vừa đi kiếm ngọc Ender, ngọc Ender xong mới đi lên được ha. Đó. Khi mà chúng ta phá được bedrock xong á thì chúng ta sẽ đi lên đi xuống một cách cực kỳ dễ dàng mà không cần tới mắt ngọc Ender luôn bạn. Đó. Ơi. Ok, bật tọa độ lên. Ở đây là tọa độ, đây là 66 và âm 177. Ok. Và mình đã chuẩn bị đầy đủ hết tất cả mọi thứ để có thể phá bedrock ha. Đây, 22 quả TNT. Và hy vọng nha, hy vọng với cái số lượng 22 quả này chúng ta có thể phá được bedrock nha. Chứ không phá được thì thôi buồn lắm luôn, cực kỳ buồn. 66 âm 177. Rồi, lên. Chiu. Rồi. Đây nha, đâu rồi? 66. Đó, 16 âm 177. Rồi, nó nằm ở đây đây. Rồi vậy là ta sẽ đặt một cục obsidian ngay tại chỗ này. Alright. Và một cái piston ở đây. Tắt này luôn đi. Đây, đây, dài dài. Rồi. Và một cái lock bất kỳ ở trên đây nữa. Ok, và một cái tầng gạt. Và một cái chắc đo. Và thẳng tiện để mình đập bỏ cái cổng này luôn đi, đập luôn đi. Kiểu gì nói chung là kiểu gì thì nó cũng bị hỏng thôi, kiểu gì nó cũng bị hỏng thôi, cho nên thôi mình đập bỏ trước đi. Rồi bây giờ thì ta sẽ chuẩn bị một cái bê tông, hãy kế bên luôn nha, tháo này xuống luôn đó, bài bản hết luôn nha. Ấy rồi mới lần đầu tiên mà nó fail rồi. Ok. Ok. Rồi xong phim. Nó phá hỏng nguyên cái bít tông của tôi luôn rồi mọi người ơi. Rồi xong phim. Trời ơi, tình chứ. Ô nó phá hỏng cái bít tông của tôi luôn kìa. Rồi xong khỏi về luôn. Khỏi về luôn mọi người ơi. Quên đem theo bật lửa lấy gì mà về. Giờ chỉ còn rất là chết thôi, mà tôi quên checkpoint nhà nữa. Tôi quên điểm checkpoint nhà lấy gì mà về bây giờ. Xong phim luôn rồi. Chỉ còn mình tay lại xung quanh đây thôi. Không còn gì khác hết trơn. Ok bạn ơi, bây giờ hiện tại giờ là mình không thể nào mình về nhà được. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình có Ngọc Ender nè. Đâu để mình thử cái chiêu này coi. Và hy vọng là nó sẽ về nhà được nha mọi người. Hy vọng thôi, hy vọng thôi. Ok, đây. Rồi hay quá, vỗ tay luôn. Có thể đi lên được nhưng mà không thể đi xuống được. Rất tuyệt vời luôn. Cực kỳ tuyệt vời luôn. Chúng ta có thể đi lên nhưng chúng ta không thể nào mà đi xuống được.
cực kỳ hay và tuyệt vời luôn. Ok rồi, kiểu này thì mình xác định là mình phải tự tử rồi bạn. Bây giờ là mình chỉ có nước mình tự tử thôi, tự tử thì mình mới trở quay trở về được bạn. Và mình đã có checkpoint ở nhà rồi à, và mình có checkpoint ở nhà rồi nha. Và hy vọng là chúng ta xuất hiện ngay chỗ nhà của mình, chứ nếu không là mình bắt buộc phải sử dụng lệnh teleport nữa bạn ơi. Thiệt tình chứ quên cái gì cũng quên đi, quên cái bật lửa. Thiệt tình luôn, cái game này nó bị làm sao ấy, lúc thì làm được lúc thì không làm được, thật luôn cái game này nó bị làm sao ấy. Ok, và chúng ta đã xuất hiện ở nhà. Ok, rồi xem thử coi chúng ta có cái gì không, chúng ta có mắt Ender hay là gì không. Ok, chúng ta vẫn còn một viên. Chúng ta vẫn còn một viên rồi, để sau tiền đem thẳng này luôn. Và alright, đúng rồi, mình phải làm thêm một cái piston nữa bạn, mình phải làm thêm một cái piston nữa, nhưng mà hiện tại bây giờ là trời tối rồi, ngủ đi, ngủ cái. Rồi hôm nay là ngày 483 rồi. Rồi ok, mình sẽ làm thêm một cái piston nữa và chúng ta sẽ đi xuống dưới, và chúng ta sẽ đi xuống phía dưới bên dưới Nether thêm một chiếc nha bạn. Rồi ok, tôi quay trở lại đây, đồ tôi đâu. Trời ơi, 98 cấp bay hơi trong vòng một nốt nhạc. Thiệt tình chứ, bực mình ghê luôn, không hiểu luôn nha, cái game này nó bị làm sao ấy. Thề, cái game này nó bị làm sao ấy người. Bây giờ còn có 7 cấp rồi. Rồi có thể là xíu nữa mình lên trên đây mình farm luôn bạn. Đó, mình lên trên đó mình farm luôn. Đó, mình farm vàng một ít luôn bạn. Thẳng tiện mình farm vàng một ít luôn để mà kiểu như là mình có vàng để mà dùng đó bạn. Đó, làm garage vàng, táo vàng rồi các thứ. Đó. Vậy thôi chứ gì cho đó. Rồi nha. Lần này là phải được nha. À, cái game này nó khốn nạn gì vừa thôi. Rồi đâu 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 mất cái cần gạt của tôi rồi. Đây rồi. Đó. Cần gạt các thứ đội đầy đủ hết rồi nha. Quan gắn lộn. Và đây nha. Rồi, TNT. TNT đây. Vào vị trí hết nghe. Gắn cái này xuống nghe. Tháo này xuống luôn nghe. Đó. À. Bật công tắc nghe. Ok, không được. Không được. Thất bại. Vẫn không được. Có làm sao vậy trời? What the hell? Giống ôn gì vậy nè, gần hết TNT rồi đó trời, thiệt tình chứ. Ok, mình vừa mới thoát ra ở trên mạng, mình xem lại thêm một lần nữa bạn, và hy vọng là lần này nó sẽ được. Ôi ơi, cái gì vậy? Cấu rồi nha, tôi bắt đầu tôi cấu rồi đó. What the hell? Đùa nháo à. Trời ơi. Thật tình chứ. Đứng gần quá thì không được, mà đứng xa quá thì cũng không được nữa bạn. Không phải. Gì ta? Đây nè, đây đây như vậy nè đó, cái này các bạn áp sát quá cũng không được mà bạn xa quá cũng được các bạn. Trời ơi, thiệt tình chứ, đây là cái cấu trúc phá bedrock phức tạp nhất mà tôi từng thấy, gần quá cũng được mà xa quá cũng chịu luôn. Rồi xong, ôi còn có 8 cục hà, cô luôn còn có cha 8 trái tiên ti hà, thiệt
tình chứ. Kiểu này chắc khó, chắc kiểu này chắc phá không được rồi mọi người ơi, xong phim này. Ok bạn ơi, thì để tránh cái tình trạng đó là hao phí TNT thì mình đã thử thoát ra một cái thế giới khác, và mình đã thoát ra và mình tạo một cái thế giới khác để mình đi test thử coi, luyện tập thử coi, luyện tập à, luyện tập thử coi coi thử là có phá được hay không. Đó. Thì mình luyện tập á, thì nói chung là mình làm ở trong chế độ sáng tạo mà, thì mình tạo cái thế giới đó ra, mình làm ở trong chế độ sáng tạo à, thì nó phá được một cách ngon ơ, mình làm trong chế độ sáng tạo thì nó phá một cách ngon ơ luôn đó. Mà mình không hiểu sao mình làm trong chế độ sinh tồn, mình làm cái này hoài không được, là cái quái nào mình cũng hiểu luôn mà đó. Thì mình nghĩ các bạn, mình nghĩ là cho chắc là do cái cổng mình bạn, mình nó bị dướng cái cổng của mình cho nên là nó không đặt được cái bê tông đó. Nên bây giờ mình sẽ thử mình đập bỏ, đập bỏ cái cổng của mình coi đó, rồi mình thử lại xem là mình có đặt được hay không. Tôi bắt đầu ức chế rồi đó nha, rõ ràng lúc nãy luyện tập là được mà sao bây giờ kỳ cục vậy. Ức chế rồi đó nha, rõ ràng lúc nãy luyện tập rõ ràng được ơ, rõ ràng lúc nãy hay là luyện tập chắc ngon ơ luôn. Yeah. Ôi ơi. Hay quá. Hay quá, hay quá. Cuối cùng cũng phá được rồi mọi người. Cuối cùng cũng phá được rồi. Ôi ôi. Yeah. Alright. Yeah. Cuối cùng cũng phá được rồi. Ok. Rồi. Sẵn tiện đây. Đi lên trên đó sửa lại đồ đạc luôn bạn ơi, nó sẵn tiện farm lại cấp luôn à, hết trơn cấp rồi, mất hết trơn cấp rồi bạn ơi. Alright, thôi mình nghĩ trước tiên mình nên đi về các bạn, mình nên đi về trước cái đi, mình nên đi về trước cái đã đó, rồi sau đó muốn xuống muốn farm cái gì là farm, cất đạ cất cất đồ đạc vô vô cho gọn gàng đi, nó muốn farm cái gì thì farm ơi nó hoài. Ừ, xuống đây luôn hả? Tốt, ngon. Rồi đi ngủ. Ngủ. Ngủ đi, ngủ đi. À, đây là một hình thức tra tấn không hề nhẹ một chút nào. Mấy nghìn? Ồ, 490 rồi à. 490 được à. À, tốt, good job em. À, 490, à, còn 2 quả TNT luôn. Từ 22 quả lọt xuống. Từ 22 quả giờ còn có 2 quả thôi à, rất là tuyệt vời. Ok à, đây là một hình thức tra tấn không hề nhẹ một chút nào. Tôi bị trầm cảm nặng nề đối với cái hình thức tra tấn mà kiểu này. Trời ơi các bạn thử tưởng tượng đi, chúng ta chỉ có tổng cộng 22 quả TNT thôi mà phá hoài phá không được, cái cảm giác nó đau đớn tới cỡ nào đó, tôi chỉ nói gì thôi là mấy ông hiểu đó ha. Ôi trời ơi, quá đâu hoài gì đâu. Rồi, ok. Bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ phải gì ta? Mình có đang đi tìm Netherite đồ rai tiếp nhỉ? Ok, mình sẽ đi tìm Netherite đồ rai tiếp nha bạn. Mình sẽ đi tìm Netherite đồ rai tiếp đi. Và sau đó tìm khi mà chúng ta sử dụng hết tất cả các số dược á, những cái số dược mà chúng ta có mình đi mà chúng ta sử dụng hết cho hết rồi đó, thì mình sẽ đi farm và đi 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 farm vàng nha bạn, để mà mình lấy lại kinh nghiệm sau này nó mình farm ít vàng luôn đó. Vâng, và mình đã quay trở lại rồi đây đó. Wow, hai cục. Hai cục hay ra luôn á. Thì cái này thì mình có thể hiểu được các bạn, trời má cái mũ gần hư luôn. Thì cái này thì cũng đúng thôi bạn ơi, bởi vì đơn giản á là thứ nhất á, cái giường nổ nó không được to bạn. TNT đúng không? Ví dụ đi. TNT này đúng không? Đó. Khi mà các bạn kích hoạt đi. Đây, các bạn đặt hai trái gần nhau này. Các bạn kích hoạt cái trái này. Sau khi mà trái này nổ xong á thì nó sẽ hất văng cái trái này đi xa một chút. Và sau đó ha, rồi sau đó thì cái trái này nó cũng sẽ, cái trái này nó cũng sẽ nổ và nó cũng sẽ hất hất văng cái trái tiếp theo đi xa 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 xa, xa ra vậy đó. Đó. Cho nên là cái tầm nổ của TNT nó rộng hơn của cái giường đó.
cái giường thì nó nổi có cái đường, cái giường thì nổi có một chút mà bạn, cái giường nó nổi một chút mà, cho nên thành ra là mình phải nổ đi, mình phải cho nó nổ đi nổ lại nhiều lần ở một chỗ đó, mình phải cho nó nổ đi nổ lại nhiều lần ở một chỗ vậy đó thì nó mới được ha. Thì nói chung là mình phải cho nó nổ đi nổ lại nhiều lần để mà kiểu như là cho chúng ta có một cái hang rộng thì rộng ngay đó đó, cho nên là chúng ta kiếm không được nhiều lắm thì thôi đó. Thì đây là 2 cục và cộng thêm 3 cục ở nhà nữa, tổng cộng là chúng ta có 5 cục, thì cái này đủ để ép vào, thì nó đủ cho một dụng cụ bạn đó. Thì nó đủ làm con cái à đó. Thì nó chỉ đủ đủ để làm một cái phôi thôi, làm một cái phôi nether thôi đó. Nghĩa là chúng ta chỉ ép vào được có một cái món đồ à đó. Ép vào được duy nhất một món đồ thôi bạn, ngoài ra không ép được vào món đồ nữa hết trơn á, nếu như mà trừ phi là chúng ta có thêm là netherite thì chúng ta mới có thể ép thêm cho được. Rồi ok, đây 5 cục, 3 cục ở nhà và 2 cục vô mới tìm được luôn đó. Bây giờ thì mình phải đi xuống dưới địa ngục, mình sửa lại 3 món đồ này của mình thôi bạn, mình sẽ sửa lại đồ thôi chứ nó không là nó hư lúc nào hay luôn. Rồi nhân tiện đó thì mình sẽ nung cái này ra luôn đó. Mình nung ra rồi sau đó mình ép đại với bạn, mình ép đại vào trong cái mình nghĩ là mình sẽ ép vào cái cúp đi, quay cây cuốc chứ, rồi mình nghĩ là mình sẽ ép vào cái cây cuốc chim của mình đi đó. Còn cái áo giáp này kia nọ thì chắc có thể để sau đi ha. Rồi xong đây, một phôi netherite. Rồi bây giờ thì ai bảy nè, bụp đồ netherite xịn liền, xịn liền không được nè, gì ta ép lên đồ netherite cái nó xịn liền. Rồi vứt cái này vào, rồi đào ra, đào này ra, vứt cái lò vào luôn, rồi ném này vào đó. Rồi xong rồi, bây giờ thì xuống với nether farm vàng thôi, rồi sửa đồ luôn. Rồi ok, thì mình đã lên tới phía trên của cái máy farm vàng này ha. Rồi bây giờ thì ta sẽ mình sẽ ở đây mình farm vàng một chút, rồi nhân tiện đó ta sẽ sửa đồ luôn các bạn đó, sửa lại mấy món đồ này, cây sẻng nè, rồi cây cuốc luôn, nói chung là sửa hết luôn đó, sửa hết luôn không chữa gì hết. Đó, khiêu mấy con này một cái không phải chỉ chọc chó vậy đó. Rồi lại đây, đó lại đây mấy em, anh đang cần mấy em sửa đồ cho anh đây. Ok rồi thì mình sẽ ở đây mình farm cho tới khi, nói chung là mình sẽ farm một lúc các bạn, mình sẽ farm tầm đây là hiện tại giờ là 10 giờ 17 đúng không, và mình sẽ farm tới 11 giờ rưỡi luôn các bạn, mình sẽ farm tới 11 giờ rưỡi sau đó mình sẽ đi ngủ luôn. Ok rồi, hôm nay là ngày như vậy, hôm nay là ngày 491 rồi. Yeah, hay quá hay quá. Rồi 491 rồi, rồi mình sẽ farm tới 11 giờ rưỡi sau đó mình sẽ đi ngủ luôn bạn. Rồi ok bạn ơi, thì đã 11 giờ 30 rồi ha. À, thì mình đã farm tới 11 giờ 30 luôn rồi. À, ồ, quá trời quá đất kiếm rồi. Đây là những cái item mà không cần thiết là chúng ta sẽ vứt bỏ, chúng ta chỉ cần vàng mà thôi đó. Mình thối thì nó siêu nhiều luôn đó. Mình farm từ nãy giờ chắc thối cái gương tịch thối mình chắc nó cũng dư luôn các bạn, nó không còn cái chứa luôn rồi. Ok bây giờ thì mình phải sẽ phải đi xuống phía dưới bên đó các bạn, để cho nó để cho mấy con zombie pitman cho đấy nó despawn hết, chứ nếu không thì nó cứ ra hoài luôn, là mình phải hứng gì ta, hứng đồ hoài luôn á. Ok rồi, giết thêm mấy em lục cha lục cấp cái này đi như này nữa. Rồi alright, hù quá trời quá đất item luôn kìa, mấy cái này là mấy cái mà mình toàn vứt xuống đây không được chứ đâu. Ok rồi bây giờ thì mình sẽ nhặt lại nha, vàng thì mình sẽ nhặt lại, còn kiếm thì mình sẽ bỏ ra ha. Con lợn này muốn gì, trời nó nhặt kiếm vàng một đống luôn kìa. Nhặt kiếm vàng một đống luôn. Giờ thì vứt mấy cái kiếm vàng này ra nè, thịt thối thì vứt luôn đi đó, không cần nữa. Tại sao lại có cục obsidian dưới đây, rồi đốt đốt mà chỉ đợi nó biến mất lâu lắm rồi đốt luôn. Ở kìa, tại sao lại tôi đâu có cần vứt hết.
À, muốn gì kiếm chuyện phải không? Kim chuyện nè, giỡn mặt hả? Giỡn mặt nè, cái con này thì chúng ta giết nó thì nó sẽ rơi ra cái mắt mặt cream, tức là cái kem dung nham, phải không ta? Kem dung nham để mà chúng ta pha chế thuốc chống lửa mọi người đó. Bây giờ thì mình sẽ đi lên trên đó để mà mình chị ta mình lấy vàng mà đó. Vàng ở trên trển chắc chắn là còn, chắc chắn là vàng trên trển là mình vẫn chưa lấy hết đâu. Những cái số vàng mà mình có trong người á là chỉ là kiểu như là nó quá tải bạn, kiểu như là hopper nó hút vô không kịp, cho nên thành ra là mình bắt buộc mình phải lấy rồi bạn, chứ không phải là nó lắc máy đó. Chứ thật ra là mấy cái số lượng vàng trong gương đó là theo như mình đoán là nhiều lắm á, chưa lấy hết đâu. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi lên mình lấy hết cái đống vàng đó, rồi sau đó mình sẽ kết thúc video luôn bạn đó. Đi về mình sẽ đi về nhà và mình sẽ kết thúc video luôn. Ok, trời ơi thấy chưa, tôi nói có sai đâu, tôi nói không sai một chút nào đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi lên đây mình lấy cái bàn chế tạo, bỏ quên cái bàn chế tạo ở đây rồi. Hồ kinh nghiệm kìa, rồi kinh nghiệm nó hút vô đi. Mình sẽ làm cái này, vậy mình sẽ grab những cái hạt vàng này thành những cái phôi vàng, và từ cái phôi vàng sẽ grab lại thành những cái khối vàng đó. Rồi xuống đây lấy ra tiếp. Ôi ui vàng gì đâu mà nhiều dữ không biết như nè, trời ơi vàng chỗ này này chứ, cái này mà ngoài đời là tôi giàu luôn mọi người, nhiều đây ngoài đời là tôi giàu luôn, không cần là gì đâu, đã chùm vàng luôn. Chùm vàng luôn đó. Vua vàng luôn chứ không còn là người thường nữa, vàng kiểu này cơ mà. Rồi grab ra cái hơn thì tương bên đây thì nó rơi ra cái thỏi vàng chúng ta luôn đó, thịt thỏi nhiều lắm đó, thịt thỏi quá vậy quá nhiều luôn, chỉ có hạt vàng với lại vàng, chỉ có hạt vàng với lại vàng thì nó thôi. Cái máy đó nó kia có cái máy kia nó kia tật hơi khó chịu chứ bạn, thì cái máy đó thì nó đang kiểu như là làm nhiệm vụ của nó bạn, là tiêu hủy như cái cây kiếp á, nên đang kêu nó hơi khó chịu, hơi khó chịu một tí, nhưng thôi kệ đi, mình về nhà rồi mình còn ở đây đâu, mình đi về nhà mất tiêu rồi. Muốn gì muốn gì, trời ơi của nó má, con đi trộm đồ rồi. Mấy con này, mấy con đó nó mình lụm thanh kiếm là nó không có trả lại đâu bạn, mấy con đó nó mình lụm thanh kiếm mà nó không có cho chúng ta gì đâu. Mình đã quay chơi về nhà rồi đây đó, mà ngày bao nhiêu coi, ngày 495. Thì do là farm mình không có ngủ bạn, mình farm nhưng mà mình không có ngủ, nên ra là cái thời gian trôi qua nó cũng hơi chậm á. Đâu để xem thử coi là chúng ta có còn táo gì nữa hay không. Không, mình không có còn táo nữa. Ok, không còn táo nữa. Còn táo nữa ở đây là tôi làm táo vàng một đống luôn thiệt, còn táo là tôi làm táo vàng một đống luôn á. Có con trái nè, còn một trái là mang gì đây. Ô tối kìa, xong tiện ngủ luôn. Ngủ là ngủ xong đi, mình sẽ kết thúc video luôn ha. Rồi bye bye bạn, hẹn gặp lại bạn vào những video sau. Rồi giờ thì thoát game. Rồi bye bye nha.